Khi mình nhận quà của một ai đó thì việc đầu tiên mình phải xác định là cái tâm thế của người ấy họ tặng quà là họ cho mình thật với cái lòng tôn trọng, biết ơn, hay là họ lại tặng mình một món quà để rồi họ lại mong đợi mình phải ứng xử méo đi. Và đó chính là những cái nguyên nhân mà con người không còn tâm không nữa. Hà Nguyễn có đặt câu hỏi. Em chào thầy ạ, em có hai người bạn. Một người cho rằng được người khác tặng quà là tín hiệu may mắn từ vũ trụ gửi đến ta. Ta nên nhận và không nên từ chối. Nếu từ chối nhiều lần thì vũ trụ sẽ không gửi những may mắn đó đến với ta nữa và chuyển phần may mắn đó cho người khác. Một người bạn còn lại của em lại luôn quan niệm rằng nhận quà từ người khác thực sự là một gánh nặng và luôn tìm cơ hội tặng lại một món quà khác tương đương. Mong thầy giải thích giúp em để em hiểu thêm về vấn đề này theo cách nhìn của Phật giáo ạ. Em cảm ơn thầy. Chúc thầy và mọi người luôn bình an ạ. Vâng. Như vậy là nói về tặng quà thì chúng ta bàn quan trọng nhất là tâm thế của người tặng quà, hay nói một cách dân dã gọi là mục tiêu của người tặng quà. Thì theo quan điểm của đạo Phật là khi mà chúng ta cho đi, khi mà chúng ta cho đi thì có nghĩa là chúng ta không mong cầu quay trở lại. Ví dụ trong đời sống hiện nay thì chúng ta hay gặp phải những tình huống thế này. Thứ nhất, người ta tặng cho mình một món quà hay là vật chất, được quy đổi ra vật chất chẳng hạn. Thì người ta lại mong chờ rằng, thứ nhất là mong chờ vật chất, tức là họ lại mong chờ mình lại tặng lại cho họ một món quà. Như vậy bản chất là đổi vật chất, lấy vật chất. Tức là bản chất phải gọi một cái từ chuẩn hóa theo kiểu kinh doanh gọi là đầu tư, chứ không thể gọi là cho đi. Cái nhóm thứ hai thì họ cho vật chất nhưng họ cũng không mong đợi vật chất, mà họ chờ cảm xúc, tức là họ chờ một lời cảm ơn, hoặc là họ chờ một cái thái độ trong những lần tiếp theo mình phải có thái độ với họ, thiên vị với họ hơn. Ví dụ như là một cái người mà họ có cái tâm mà họ cho tặng quà nhưng mà họ không phải là tâm cho đi hẳn, thì ví dụ họ tặng cho thầy một bộ quần áo chẳng hạn, thì họ rất là mong chờ là nếu mà lần sau gặp 100 học sinh, học viên của thầy thì thầy phải nhớ mặt em, thầy phải gọi tên em, thầy phải đối xử với em tốt hơn những người khác. Thì bản chất là họ cho mình một ít quà nhưng họ lại mong chờ là nhận được lại sự tôn trọng, nhận được lại một lời cảm ơn, nhận được lại một cái thái độ mà tử tế hơn với họ so với những người khác. Thì như vậy là họ cũng làm cho mình bị méo đi cái cách ứng xử. Cái thứ ba là có những người tặng quà thì là họ muốn mình bày cho họ một cách làm, bày cho họ một cách làm để sức khỏe của họ tốt hơn. Thì đấy là vòng sinh mạng. Họ lại muốn mình bày cho họ một cách làm, hoặc là chia sẻ với họ kiến thức để trí tuệ họ tốt hơn. Cũng có những người mà họ cho mình một món quà để đâu đó họ dạy cho mình cách tập cho đi, thì cũng là một cái cách của vòng nghiệp lực. Vậy thì vấn đề ở đây là hai bạn của bạn, bạn nào cũng có quan điểm đúng, không có ai sai hoàn toàn cả. Nhưng quan trọng nhất là khi mình nhận quà của một ai đó thì việc đầu tiên mình phải xác định là cái tâm thế của người ấy họ tặng quà là họ cho mình thật với cái lòng tôn trọng, biết ơn, hay là họ lại tặng mình một món quà để rồi họ lại mong đợi mình phải ứng xử méo đi. Và đó chính là những cái nguyên nhân mà con người không còn tâm không nữa. Tôi lấy ví dụ gặp hai học trò mà một học trò họ cho quà mình mà nó lại bắt mình là phải tập trung nói chuyện với nó nhiều hơn và để cho đối tượng kia ngồi không, thì rõ ràng là nó đang làm, nó đang cho mình mấy đồng bạc, nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho mình là méo cái tâm tử tế của mình đi và bắt đầu nó có thiên vị. Và như vậy thì cái điều đó khiến cho mình là mình phải biết lựa chọn. Vậy thì người ta cho quà với cái mục tiêu gì? Nếu cho quà chỉ đơn thuần là họ yêu quý mình mà họ cho đi, họ không có đòi hỏi cái gì, thì hãy nhận như thế, là với một cái tâm thế là làm cho người ta vui. Khi mình nhận như vậy thì sẽ làm cho người ta vui. Còn mình không nhận thì sẽ làm cho người ta bị tổn thương, vì thực ra lòng họ là lòng thật, họ đơn giản họ chỉ là muốn tri ân thôi. Và khi mà mình nhận một món quà đấy thì họ cảm thấy nhẹ lòng, bởi vì họ đã tri ân được một cái người mà họ cần tri ân. Thế còn nếu mà một người họ tặng quà mình,
họ giao cho mình một món quà nho nhỏ, nhưng để rồi họ đổi lại, họ làm cho mình bị méo hết cách ứng xử trong đời sống, thì rõ ràng đó lại bị tổn phước của chính mình. Cho nên là trong đạo Phật là cho đi, mà Trịnh Công Sơn nói là để gió cuốn đi, chứ còn nếu mà cho đi mà muốn nhận lại thì bản chất đó là đầu tư đấy. Hay là ngay kể cả bây giờ cái hiện tượng mà lên chùa thôi, có những người lên chùa họ cúng dường chỉ đơn thuần là họ muốn khai cái tâm họ tập cho đi, nhưng cũng có những người là cúng dường cho chùa một chút nhưng mà họ lại mong chờ là để chùa cúng cho họ nhiều hơn, hay khi họ đến chùa thì bắt buộc trụ trì phải tiếp. Như vậy là họ cho mấy đồng bạc nhưng mà vô tình họ lại đòi hỏi lại một cái giá trị của cảm xúc. Hoặc là cũng có những người đơn thuần họ chỉ cúng dường vào chùa bởi vì trong cuộc đời họ làm rất nhiều việc sai, và chỉ cần được cúng vào chùa để giúp cho họ tâm họ bình an hơn, như giống như kiểu họ lấy đó là một cái cơ hội để chuộc lỗi ấy, để tâm họ bình an hơn, thì tôi nghĩ là cái người nhận cũng nên nhận. Bởi vì như vậy khi mình nhận xong thì giúp cho người ta bình an hơn thì cũng nên nhận. Tôi lấy ví dụ như vậy. Vậy thì bản chất cuối cùng của chúng ta nhận quà hay không nhận quà là nếu nhận quà mà giúp cho tâm người ta bình an hơn thì hãy nhận. Nhưng nếu nhận quà mà để cho tâm mình nó bấn loạn vì họ giao cho mình một việc thì không nên. Đấy, thì báo cáo cả nhà như vậy. Rõ ràng hai người bạn của bạn là không có ai đúng, không có ai sai. Vấn đề là động cơ của người cho đi mà thôi. Rồi, xin trân trọng cảm ơn câu hỏi của Hà Nguyễn.